Ba Mập cũng chào cả nhà nha. Thì bây giờ mình đang đi ngang đây là đường Cô Bắc rồi cả nhà ơi. Cũng là cuối đường Cô Bắc. Này là chợ cầu muối cũ hồi xưa đó cả nhà, quận Cộng Lãnh nè. Chung là chợ cầu muối rồi bây giờ nó chỉ còn là dĩ vãng thôi cả nhà ơi. Ảm đạm buôn bán rồi. Buổi sáng thì cũng có vài người buôn bán rồi nhưng bây giờ sạp hàng rồi nhà đó. Giờ này là leo tèo người mua ở nhà ơi. Hẻm hung hút chợ cầu muối. Để mình đi xuyên qua hẻm đi qua từ đây qua Cô Bắc luôn. Đây cả nhà, đây là chợ cầu muối ngày xưa cả nhà ơi, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng thôi. Giờ thì buôn bán rồi, còn gì nhiều hết trơn nha. Đó là chợ cầu muối cả nhà, mới đi xuyên ngang giữa chợ cầu muối cả nhà, còn một vài xà chỗ là bán cầm chân lèo teo thôi. Quá bao nhiêu năm rồi bên này nữa. Đây khúc này gần ngay cho dốc cầu Lãnh rồi cả nhà. Chợ chiều tăng tầm về. Ồ đây bán muối vậy, muối Tây Ninh bánh tráng cả nhà ơi. Sập muối. Mấy kia gót nhỏ vẫn còn phun rút trong kia cả nhà. Đây là Nguyễn, đường này là Nguyễn Thái Học nghe cả nhà. Mình về bây giờ mình đi theo đường Cách Mạng 8 này cả nhà ơi. Bây giờ mình đi về. Mình về khu ông bà rồi đây, ngang khu ông bà. Đây là khu này Nguyễn Thái Học nghe cả nhà. Giờ này là giờ tan tầm về đó cả nhà, đông quá. Chợ cầu muối bao nhiêu năm ngày xưa là dân kêu là dân cầu muối cộng lãnh này cả nhà, dữ dằn lắm, giang hồ quận tư rồi cái hồ quận tư. Thank you.
Đây là ngã tư Trần Đạo cả nhà. Đây là Trần Đạo với Nguyễn Thái Học cả nhà ơi. Lưu lượng xe chiều giờ này giờ tan tầm lượng xe đông lắm cả nhà ơi. Khủng hoảng kinh tế rồi mà người ơi là người. Giờ mọi người đều chắc đổ ra đường mưu sinh quá. Giờ thời buổi kinh tế mà khó khăn mà giờ mọi người phải đổ ra đường thôi. Đi đổ rồi. Tại xe ôm rồi, nhất là xe ôm công nghệ bây giờ quá nhiều. Rồi quên nãy quên. Đây là ngã 6 Phù Đổng nữa nha. Trước mặt là ngã 6 Phù Đổng rồi. Phạm Hồng Thái, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học, các bạn 8. Còn bên kia còn đường nữa là đường gì không nhớ tên nữa nha. 1, 2, 3, 4. Đúng là ngã 6 Phù Đổng. Tư vấn tư hiến cho thuê mặt bằng rồi vào đó, ngay vùng binh mặt tiền ấy luôn. Trước là bán yến bây giờ ấy, bây giờ dẹp luôn rồi, chuyện nổi rồi, ngay đắc địa luôn rồi, ngay vùng binh luôn rồi. Càng sự này ra khu lượng càng ngày giờ khúc này càng đông vậy cả nhà. Những cái học phải đỡ cả nhà, giờ qua đây càng ngày càng đông. Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đây luôn cả nhà, khách sạn cộng đoàn phải ở văn phòng, không phải tòa nhà văn phòng, phải đang đoàn đằng kia. Wow, xe ghê vậy, ép dữ vậy không, giờ ép quá, ép luôn cái ba Bùi Thị Xuân rồi nha ơi. Bên tay trái là Bùi Thị Xuân nha, trước mặt là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo trái là đi Lý Thái Tổ, ngã 6 Lý Tổ, mà quẹo phải là đi Nút Hàng Xanh nha cả nhà. Còn mình đi thẳng là mình đi về Mỹ Hiền cả nhà ơi. Rồi hết đổ xăng hồi nãy quên ghé chỗ kia đổ xăng luôn cả nhà ơi, đi ngồi dừng giác hộ luôn á. Bây giờ nói gì giá xăng cả nhà, không biết tại sao mà sao mà giờ quỹ bình ổn xăng dầu đang dư mấy ngàn tỷ mà tại sao mà cứ không chích ra cả nhà. Biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu mấy lần, 4-5 lần tăng giá luôn cả nhà. 4-5 lần tăng giá luôn cả nhà ơi. Mà không có chích, nhưng mà chích như chích nhỏ, kêu là mình nói là chích nhỏ giọt thôi. Chích nhỏ giọt quỹ bình ổn thôi.
mây mù trước mặt rồi cả nhà ơi. Đừng nói chiều nay mưa nữa mà. Mấy bữa mưa liên tiếp rồi cả nhà ơi. Mưa nữa bệnh chết luôn. Có dấu hiệu ho ho rồi đó. Chung là mỗi lần tăng giá xăng mà bây giờ thời buổi kinh tế này bây giờ đang khó khăn, mỗi lần tăng giá xăng rồi biết mọi thứ đều mặc mỏi đi theo. Mà bây giờ nói phải đi làm đấy. Trước kia là mà mình đi làm một tuần là khoảng 800 ngàn thôi. Mà sau 3-4 lần tăng giá thì bây giờ mình đi làm cả triệu tiền xăng cả nhà. Tháng cả triệu tiền xăng hết rồi. Biết tại sao hả? Điều hành kiểu gì mình cũng không hiểu, mà quỹ tại sao cái quỹ này nó hoạt động kiểu gì thì mình cũng chưa có hiểu nắm rõ lắm. Nhưng mà đang tiền thì quá là dự mà lại không chích ra bình ổn, cứ tăng giá. Không hiểu. Người xe phi pháp à. Nói về VinFast rồi cả nhà. Thì VinFast á thì phát hành chứng khoán tại sàn Nasdaq của Mỹ cả nhà. Thì mới được phát hành thì tăng chóng mặt luôn cả nhà. Tăng kinh khủng luôn á. Nhưng mà sau khi mà lên đỉnh rồi đầu hạ liên tiếp luôn. Nhưng mà sau những ngày hạ loại là bây giờ nó lại tăng lại cả nhà ơi. Và nó giữ mức là 30 mấy đô cổ phiếu luôn. Có những thời điểm là 45 đô luôn cả nhà. Nói chung là bây giờ đang là sắc xanh rồi cả nhà ơi. Biết nữa bây giờ là cổ phiếu của VinFast ở Mỹ nói chung là bây giờ là giá trị đang rất là cao. Thì bây giờ là tôi không biết sắp tới là nó như thế nào cả nhà. Biết là sắp tới nó sẽ còn tăng giảm như thế nào nữa thì nó sẽ phải tăng giảm chứ. Rồi chứng khoán mà nó theo cái biên độ mà có lúc tăng lúc giảm đó. Bây giờ là Việt Nam mình sắp tới là đang Vinagame nữa cả nhà, quản lý công ty VNG cũng là tham gia lên sàn chứng khoán của Mỹ luôn cả nhà, đang nộp hồ sơ rồi, không biết khi nào là được quyền lên rồi. Nói chung là bây giờ là kỷ lục đó. Giờ vừa VinFast thì mới ở đây, giờ thêm Vinagame nữa. Rồi. Đây mà kẹt xe kiểu này đi về tới nhà chắc đói xỉu luôn cả nhà. À, trước cái tòa nhà này có cái quán hủ tiếu mực mì cơm quán ông Diệm cả nhà, nằm ngay trước tòa nhà luôn cả nhà. Có mướn rồi hay sao sao nhà này nó còn vẫn còn tồn tại được cái chỗ đó cả nhà. Tại trước ngay tòa nhà ngân hàng đầu tư và phát triển cả nhà. Bây giờ không biết qua khỏi hết đi hết trên mạng tám nào biết hết bao lâu đây. Nãy giờ cũng bò theo cả nhà ơi. Rồi. Đây là đường ngã tư cách mạng tám Điện Biên Phủ, quẹo phải thì về Hàng Xanh nha cả nhà. Đường này không cho quẹo trái cả nhà. Điện Biên Phủ bây giờ nó làm được một chiều không cho quẹo trái, tính nó quẹo trái rồi cả nhà ơi mà. Tính quên nói nhiều quẹo trái cả nhà chữ chết luôn á. Quẹo phải ra Hàng Xanh thôi cả nhà ơi. Thank you.
hành trình hành xác này cả nhà, ngày nào cũng vậy cho cả nhà ơi. Đi làm về mỗi lần tan ca là tan tầm là mình sợ lắm, kẹt xe kẹt kinh hoàng luôn á cả nhà. Khi về tới nhà không là đói luôn. Wow, đây ngã sáu rồi cả nhà ơi. Sáu Võ Thị Sáu, 3 tháng 2, Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông hay là không phải, ở gì Bùi Thúc Nguyên Nguyên đó cả nhà. Mình chỉ quên rồi. Giao thông hỗn loạn rồi, nó còn say luôn. Trái vừa phải, vừa phải, vừa trái, vừa trái, vừa phải. Công trường này là công trường dân chủ nè cả nhà, Nguyễn Phúc Nguyên cả nhà ơi. Và cách mạng 8, 3 tháng 2 Điều Vườn Chuối, Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu. Của Lan Anh, có chưa đây tòa nhà Lan Anh đây nó mọc lên, bây giờ mọc lên tòa nhà luôn rồi cả nhà, câu lạc bộ Lan Anh nè. Ủa, tòa nhà Viettel nè, tòa nhà Viettel nè cả nhà ơi. Xưa đây là câu lạc bộ Lan Anh mướn, bây giờ rút luôn vài biến rồi, không còn là Lan Anh nữa rồi, không biết là trong đó có giờ vô trong nữa không cả nhà. Ủa, trong đó nhiều giờ mọc lên nhiều chung cư đó, để bữa nào mình chạy vô đó coi tham quan cả nhà ơi. Giờ mình đi về thôi, đói lắm rồi, giờ tan ca mà về cả nhà ơi. Mây thì nhìn thấy mây đen đó, ở nhà không biết hướng đó lát hồi có mưa không đây, hy vọng về tới nhà mưa chứ. Để không là không là bệnh luôn á. Rồi bệnh à. Đường này tới nay luôn, không biết khúc này, không biết là khúc này sao chưa giải tỏa, không biết khúc này không biết tàu đi nằm âm thì nổi chứ không lẽ đi âm chứ cả nhà. Thì tiếng metro số 2 á cả nhà, khúc Trường Chinh thì đi nổi rồi, làm giải tỏa làm ga rồi, giải tỏa mấy chỗ để làm ga rồi, mà sao khúc này chưa thấy động tĩnh gì hết, đường vẫn còn nhỏ xíu rồi. Đây là khúc này là phường 13 quận 10, bên là quận 10, bên là quận 3 cả nhà ơi. Bên phường 13 quận 10, bên phường 10 quận 3. Có đọc vậy. Hay á. Phường 13 quận 10, quận 10 quận 3. À, ở đây giải tỏa ở đây cả nhà ơi. Nói nãy giờ nó giải tỏa ở đây, nó giải tỏa ở đây cả nhà. Cái chỗ giải tỏa này là làm cái giống như cái ga cả nhà. Vậy là khúc này nó đi nổi luôn rồi cả nhà ơi. Vậy là khúc này là bên tay phải cũng giải tỏa luôn cả khúc rồi đây. Nãy giờ mình cứ nghĩ là chưa giải tỏa mà khúc này đang giải tỏa rồi cả nhà ơi. Đây. Rồi đây nó chặt vô luôn rồi. Hai bên rồi đây. Không biết khi nào nó hoàn thiện rồi đây. Nhà hát Dương, nhà của tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hát Thanh Vân. Thank you.
giờ nãy giờ chưa có chỗ đổ xăng ở nhà quên nữa, nãy quên để ý là chạy không để ý. Còn chợ đây, chợ Hòa Hưng rồi nha. Khúc này là như gần nhà Hòa Hưng rồi, chợ Hòa Hưng cả nhà ơi. Chợ Hòa Hưng giờ đang nằm này xung quanh vắng quá cả nhà ơi. Giờ người ta đang nằm cũng vô mua đồ ăn chiều rồi chứ, sao nó vắng quá quá luôn. Hay là mua buổi sáng rồi ăn luôn cả buổi chiều. Tại vì bây giờ nhiều khi giờ thời buổi kinh tế khó khăn mà giờ mua mua rồi xong rồi chữ để đó cả nhà ơi. Nhiều khi buổi chiều có người mua có người không mua, đa số mua một lần cho nó rẻ, ví dụ mua 1 ký 2 ký gì đó. À đây rồi, có cây xăng rồi cả nhà ơi. Rồi. Lỗ 70 anh. Đấy là 3 tàu luôn em. 44 thôi. 44 là còn 2 tờ. Nó đại đây. Giá xăng lên giờ đổ 70 mà không đầy được cái bình luôn cả nhà ơi. Quá. Wow. Kiểu này tăng nữa là chết luôn á. Không biết rồi sao tình hình sao chứ kiểu này lương bổng rồi giờ nó đã khó khăn rồi. Đây mà giờ kinh tế đã mệt rồi mà giờ này ấy nữa chết luôn á. Không biết sao luôn cả nhà ơi. Rồi, đổ 70 rồi. Trước trước là đổ 70 rồi này full luôn á cả nhà, mà nay là xăng nó còn trong bình nó còn hết rồi á. Giờ đổ không full nổi, còn thiếu một gạch nữa. Trong vòng cái tính ra có mấy tháng thôi. Đây tính ra đây giải tỏa cũng nhiều quá, lại lâu quá mình không đi đường này cả nhà, lâu quá không đi đường này quá không biết điện nướng nọ. Rồi nay giống như phố thời trang luôn cả nhà ơi, giống như phố thời trang ngoài trời này, trời mưa là mưa luôn. Rồi đây xì công hỗn loạn hết trơn cả nhà, trong hẻm hẻm lớn hẻm nhỏ, chạy qua chạy lại cho xui. Thank you.
thì qua thì lại thì lại chạy xuôi, chạy xuôi chạy ngược, không lòng sàn hào hết rồi. Nên đường này nay có đường Hoàng Trường Sa, Hoàng Sa nó chia lửa bớt rồi cả nhà, đỡ lắm rồi, chứ không là lúc trước là đường này đi là đi không được luôn á chứ. Ui, đập phá quá trời luôn. Quá thằng lọt luôn cả nhà ơi. Nó làm một lọt luôn á. Đây. Ôi xong. Đập phá thằng lọt luôn nhưng mà nó đẹp. Rồi thì đây ngã xe rồi dắt dướng vô cái xe chở bãi rồi cả nhà ơi. Wow, mùa này lâu quá không quay lại ngỡ ngàng luôn đó, đập hàng lót luôn. Đứng ra dời là vô đứng ra mỏi bên cũng gần 10 mét thôi cả nhà ơi. Vậy là nó giải tỏa hết luôn hay là nó giải tỏa cả khúc thôi, giải tỏa hết luôn á. Chứ đường này nó cũng nhỏ rồi mà sẵn gì cũng làm hết luôn. Vậy nó đập hàng lò khúc đó, khúc này chưa đập nữa. Đập hết luôn đi chứ. Khúc này là bên tay trái là bây giờ là quận Tân Bình, tay phải cũng quận Tân Bình luôn à. Vậy khúc này Tân Bình rồi đó, quận 3 quận 10 rồi cả nhà ơi, nãy giờ không để ý luôn. Nhưng mà đập hai bên giờ làm tiếng metro đẹp chứ sao là cái khúc đó là ta hiểu. Để bữa nó, để bữa mình quay lại lần nữa thử coi như thế nào thôi. Đi quá à. Đây khúc này đập nữa, khúc này làm lọt nữa luôn à. Hai bên luôn, bệnh viện Thống Nhất. Tay trái là bệnh viện Thống Nhất nè, tay phải hai bên luôn, đập lọt luôn. Trước đây là ngã tư Bảy Hiền rồi cả nhà ơi. Trước mặt này nó tôi biết hiện rồi. Video của mình xin kết thúc ở đây nha. Giờ qua khỏi các mạng 8 rồi. Các bạn nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để ủng hộ mình nha. Ủng hộ tinh thần, ủng hộ tinh thần cả nhà ơi. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà. See you again. Qua đây lại cạc xe tiếp nữa rồi. Rồi. Đây một loạt cái kiosk này chắc dễ tỏ rồi đâu mà không buôn bán gì hết luôn à. Một lọt luôn cả nhà ơi.